Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube chính thức của Vi Ngân Châu. Và mình, người đồng hành cùng với các bạn trong mỗi video, Thanh Tâm. Trong rất nhiều video lần trước thì mình đã giới thiệu tới các bạn chuẩn sạc nhanh Power Delivery trên các thiết bị di động cũng như là các bộ sạc cáp được tích hợp công nghệ sạc nhanh này rồi đúng không nào? Và trong video ngày hôm nay thì đây có thể coi là lần đầu tiên Thanh Tâm làm video để dành cho các bạn đang sử dụng điện thoại Android. Và nội dung video ngày hôm nay là gì? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé! Let's go! Pin con trâu dùng thật lâu. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Google đã đưa ra thông báo chính thức đến các hãng sản xuất điện thoại Android về việc buộc các nhà sản xuất phải trang bị chuẩn sạc nhanh Power Delivery cho những mẫu điện thoại sử dụng cổng sạc chuẩn USB Type-C. Theo đó, thì tất cả các mẫu smartphone từ giờ trở về sau sẽ phải trang bị công nghệ sạc nhanh Power Delivery nếu như sử dụng giao thức USB Type-C. Động thái của Google được đánh giá là bước ngoặt lớn trong vai trò thống nhất một chuẩn sạc chung cho các mẫu Android hiện nay. Như các bạn đang sử dụng Android thì đều biết một điều rằng là đây là một hệ điều hành mở, chúng cho phép người dùng cũng như là các nhà sản xuất can thiệp khá sâu vào phần mềm, do đó thì gây ra sự phân mảnh giữa các thiết bị chạy Android với nhau. Hơn nữa là trong thế giới Android hiện nay thì đã có sự phân mảnh quá lớn về công nghệ sạc nhanh cho điện thoại. Mỗi hãng thì đều có một hướng phát triển sạc nhanh riêng và không có sự thống nhất với nhau. Ok, mình cùng với nhau điểm qua một chút nhé. Một vài cái tên như là Qualcomm thì có công nghệ Quick Charge này, Samsung thì có Adaptive Fast Charge, Oppo thì có VOOC, Huawei thì có Supercharge. Đó là một cái vài cái tên mà chúng ta có thể cùng với nhau tổng hợp và điểm qua như vậy. Các công nghệ sạc nhanh này thì đều có một điểm chung, đó là giúp điện thoại sạc nhanh hơn. Tuy nhiên, công suất sạc của mỗi hãng thì lại có sự khác nhau, không có sự đồng nhất. Nếu như trong năm tới đây mà các hãng điện thoại tuân thủ chuẩn sạc nhanh Power Delivery thì đó có thể coi bước ngoặt khá là quan trọng đối với những người dùng Android, bởi vì chính họ là những người được hưởng lợi nhiều nhất mà. Còn về những lợi ích của chuẩn sạc nhanh Power Delivery thì cả thế giới đều thừa nhận một điều rằng nó rất là tốt, sạc pin cho thiết bị nhanh chóng và không gây nguy hiểm cho người dùng. Vậy tại sao các hãng lại không sử dụng mà thi nhau nghiên cứu rồi phát triển công nghệ sạc nhanh mới? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhé! Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này đó là việc các hãng sản xuất điện thoại muốn có nhiều công nghệ hơn cho sản phẩm của mình để có thể làm giá này, cũng như cạnh tranh với các sản phẩm khác khi mà ở thời điểm hiện tại họ không thể chạy đua về cấu hình như ngày xưa nữa rồi. Không biết là các bạn có quan tâm nhiều đến vấn đề sạc nhanh cũng như tiêu chuẩn sạc nhanh Power Delivery hay không? Nếu mà có thì hãy để lại comment để Thanh Tâm biết các bạn nhé. Và nếu như các bạn quan tâm thì chắc chắn rồi, trong video lần tới Thanh Tâm sẽ làm rõ hơn về tiêu chuẩn sạc nhanh Power Delivery để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn các bạn nhé. Và đặc biệt nhé, nếu như các bạn có quan tâm đến những bộ sạc cáp đạt chuẩn Power Delivery thì có thể tham khảo một số mẫu sạc cáp đến từ bên thứ ba, đó là Mercedodo, mà Thanh Tâm đã làm video đánh giá chi tiết trong video lần trước rồi nhé. Và về giá bán này, cũng như các chương trình khuyến mại này và những thông tin khác bla 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 thì mình sẽ để ở trong link phía dưới phần mô tả để các bạn cùng tham khảo nhé. Quay trở lại với việc là Google buộc các hãng sản xuất thiết bị di động sử dụng công nghệ sạc nhanh Power Delivery, đây là một tín hiệu đáng mừng đối với người dùng Android trong tương lai, bởi vì hàng tá những công nghệ hiện đại mà nó đem lại, cùng với đó là khả năng rút ngắn thời gian sạc đến bất ngờ. Vậy còn các bạn có đánh giá ra sao về thông tin này? Hãy cùng để lại ý kiến dưới phần bình luận của video để chúng ta cùng với nhau thảo luận tiếp nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!